Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật. Niệm đến cùng. Học đến tập 270. Nhưng Đức đọc một công đoạn để chúng ta học tập. Những công đoạn này đều để nhắc nhở chúng ta, người niệm Phật dù gặp cảnh duyên thuận nghịch gì đến với mình thì mình cũng an nhiên mà niệm Phật, không có sợ hãi lo âu. Một niệm thay đổi 60.000 tỷ tế bào cũng thay đổi. Trước đây lúc chúng tôi thi môn giải phẫu học trong y học viện, mọi người đều rất hồi hộp, lo lắng, bởi vì phải vừa trả lời đề thi treo trên tử thi, vừa phải chạy quanh bàn mổ. Có một vị đồng học cảm khái bảo: lạ quá, hai chân cứ phát run, không biết đây là do dây thần kinh nào khống chế mà muốn đừng run cũng không được. Mọi người có nhận ra không? Chỉ một tin tức đưa đến khiến mình thay đổi tâm niệm là 60.000 tỷ tế bào liền thay đổi theo. Môi đang từ màu hồng liền chuyển sang xám xịt. Cả người cũng nổi gai ốc. Có phải chúng ta thường dùng những tâm niệm áp lực không vui này để bức ép 60.000 tỷ tế bào tốt của mình? Hèn chi mà có một số tế bào nổi loạn. Giả như biết rằng sinh mệnh tạm thời này có lúc phải kết thúc, chúng ta sẽ biết trân trọng nó, sống một cách thông dong, tự tại, từ bi và hoan hỷ. Vậy chúng ta có nên tự làm cho thân tâm của mình chịu áp lực chăng, khiến phải đau khổ đến lúc chết hay không? Đây là những công đoạn rất là hay quý vị. Nhắc nhở chúng ta, và rất là nhiều người đã bị những trạng thái này. Có người đang bình thường vậy đó, mà mình nghe một nguồn tin gì cái tự nhiên mình, mặt mày của mình xám xịt lên, tay chân run hết, tim đập mạnh. Có những người té xỉu, nghe một nguồn tin gì thôi té xỉu. Họ không phải bị đánh nghe quý vị, họ nghe một nguồn tin gì thôi là họ té xỉu. Ghê vậy đó. Từ nơi đó mà chúng ta nghe Phật Pháp rồi, quý vị mới cảm khái rằng là cái tâm niệm nó còn đáng sợ hơn là cái ngoại cảnh bên ngoài. Cái tâm niệm của nội tâm mình đáng sợ. Cái tâm niệm mà an vui thì cái hoàn cảnh trước mắt mình nó đẹp, cực kỳ đẹp. Mà cái tâm niệm nó bất an thì hoàn cảnh trước mắt mình thiệt là xấu xí. Nên mới nói là tướng do tâm sanh.
Vậy thì một gia đình của mình mà thảm thương là do cái tâm niệm mà ra. Vậy thì xã hội thảm thương là do tâm niệm mà ra. Nhiều người bệnh hoạn từ đâu ra? Tâm niệm mà ra. Như vậy thì hóa giải kiếp nạn bắt nguồn từ đâu? Cái gốc là ngay cái tâm. Đúng không? Mình đã gieo cái nhân bức ép và sát hại sinh linh, bất hiếu với cha mẹ, bất hòa với anh em, vợ chồng không hạnh phúc, con cái ngỗ nghịch, bạn bè không có chữ tín. Con người quá nhiều, con người về những cái tâm niệm xấu này làm cho xã hội chúng ta bị hư hoại. Chúng ta phải chịu khổ cùng cực. Nên cái nguồn gốc để hóa giải kiếp nạn là từ tâm mỗi một con người chúng ta. Từ ngay cái tâm này. Vì vừa nghe qua những công đoạn này mà rất là khoa học nghe quý vị. Đây là những người trí thức có học thức cao rồi người ta đưa lên những cái tư tưởng để lý luận và áp dụng vào Phật Pháp. Rất là hay quý vị. Cái này là có tư tưởng của khoa học. Nên những người mà trí thức người ta nghe những công đoạn này, người ta sẽ có một cái góc độ người ta suy nghĩ lại, chứ nó không phải bị chết cứng. Mình nghĩ rằng Phật Pháp là mê tín gì? Không phải đâu. Phật Pháp rất là khoa học. Đức Thích Ca Mâu Ni là nhà đại khoa học. Không có một vị nhà bác học nào có thể so sánh bằng Đức Thích Ca Mâu Ni. Làm sao thấu triệt như Ngài được quý vị? Nên công đoạn này khi người ta nhìn nhận và thí nghiệm xong, người ta nói rằng lạ quá, hai chân cứ phát run, không biết đây là do dây thần kinh nào khống chế mà muốn đừng run cũng không được. Dây thần kinh nào? Cái tâm mình. Cái tâm mình quý vị coi, nó bất an là nó hồi hộp liền không nhận không? Cái nguồn gốc là ngay cái tâm này là chủ chốt nè. Thì nghe một nguồn tin nào là nó phát xuất từ đâu? Là từ cái tâm mình nó giao cảm trước nhất. Vậy thì cái tâm này mỗi ngày là do gì? Nó không gây dựng được cái bình tĩnh. Nên nó nghe một sự việc gì là nó bị tác động. Là tác động ngay cái nguồn gốc là ngay cái tâm nè. Mà cái tâm này khi nó bị tác động, nó sợ lo thì tức khắc là chân tay mặt mày nó thay đổi. Và một ý niệm của nội tâm lo sợ thôi là 60 ngàn tỷ tế bào khỏe mạnh của mình nó bị lôi cuốn theo luôn. Sức tác động kinh khủng như vậy. Tại vì cái nội tâm con người là chủ chốt. Giống như cái cây ngay cái gốc vậy. Mà cái nội tâm là ngay cái gốc của con người chúng ta. Nên Phật Pháp dạy chúng ta học từ tâm. Vậy thì mình tiếp nhận Phật Pháp từ tâm, mình niệm Phật cũng từ tâm, và an tâm cũng ngay điểm đó luôn. Nên Phật Pháp có thể an tâm cho chúng ta. Mà khi an ngay cái tâm này rồi thì tất cả những sự việc sẽ giải quyết được. Nhưng nếu như lòng người mà bất an thì không có giải quyết được một cái gì cả. Sẽ chịu một cái cảnh khổ cùng cực, tai nạn dãy đầy. Vì tai nạn, khổ đau, bệnh hoạn, nước lửa, giặc cướp, chiến tranh, toàn là do ngay cái tâm này quý vị coi. Suy nghĩ kỹ coi đúng không? Thí dụ như bây giờ đất nước này đánh đất nước kia là do ngay chỗ nào? Cái tâm tham, cái tâm muốn chiếm đất đai, hoặc là muốn giành giật lãnh thổ, muốn mở rộng bờ cõi.
Thì từ cái tâm tham này mà gây ra những trận ác chiến. Mà nếu nó rộng ra trong Phật Pháp thì do cái nghiệp sát của chúng ta, giống như sát ăn sát, sát ăn sát, mình sát hại sinh linh quá nhiều, đến lúc đó, nó phải khiến cái tâm của mình nổi lên những cái tâm ác đó, để mà suy nghĩ rằng mình đi chiếm lãnh thổ người ta. Rồi cuối cùng hai bên, một bên cầm một cái súng bắn nhau, hoặc một bên cầm một cái dao đâm nhau, bên nào cũng bị đâm và bên nào cũng bị chết. Nên quý vị coi, chiến tranh khi mà bùng nổ lên thì cái sự tổn thất của hai nước và sự chết chóc của hai nước và sự tàn phá làng mạc của hai nước rất là thảm quý vị. Khi xong chiến tranh rồi thì cực khổ vô cùng để gây dựng lại. Gây dựng lại khi ổn định rồi, cái đầu con người do lòng tham mà khai mào chiến tranh. Nên cái chủ chốt là ngay cái tâm. Nếu con người mà được tiếp nhận giáo dục ngay điểm tâm này của mình thì tức khắc mỗi một đất nước sẽ quản lý tốt và biết lo cho đất nước của mình, cùng sống hài hòa, thái bình thịnh trị. Vậy thì mỗi một gia đình cũng vậy. Nếu như chúng ta tiếp nhận nền đạo đức giáo dục cho tốt, vậy thì mỗi một gia đình mình sẽ tự lo gia đình mình rất là tốt. Và khi một gia đình nào có sự cố gì thì nhiều gia đình chung tay đi giúp đỡ. Nên phát thiện từ ngay cái tâm thì xã hội này rất là tốt đẹp. Vì thì kiếp nạn bùng phát khắp nơi nơi dịch bệnh như vậy thì cái nguồn gốc trị là điểm nào? Tâm, tâm an. Con người bây giờ cực kỳ bất an, lo âu, vậy thì chịu bó tay. Nên những đức cũng từng chia sẻ với hàng Phật tử rằng kiếp nạn khó dừng lại được, phải chịu một khoảng thời gian dài khổ cùng cực. Vì sao? Vì lòng người quá bất an quý vị à, làm sao dừng lại được đây? Và cái gốc ngay con người, họ tạm dừng lại và họ bị giống như dồn ép vào trong một căn nhà ở trong đó, chứ họ chưa phải lo sợ để quay đầu hướng thiện. Ý nói câu lo sợ này là lo sợ cái việc ác mà mình đã tạo ra, rồi bây giờ mình hướng thiện quay đầu. Họ chưa quay đầu. Chưa quay đầu vậy là họ đang bị dồn nén để chờ cơ hội tiếp tục làm sai làm ác nữa. Vì thì kiếp nạn này khó dừng lại được. Tại vì cái hóa giải kiếp nạn là từ ngay cái tâm con người. Nên mỗi một người học Phật chúng ta giữ được cái tâm bình an là do cái tâm mình nó trụ ngay có Phật hiệu, nên mình mới được bình an quý vị. Phải nhớ, hôm qua trời mưa mà sấm sét ầm 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 ầm, hơn lựu đạn nổ. Ông trời cũng quán hận tức tối. Trên bầu trời thì quán khí nặng nề, từ trường thì rất là oi bức. Vì sao? Tâm con người quá lo sợ, rồi bao nhiêu con người chết chưa siêu thoát. Cái từ trường não nề xông lên. Ở nhân gian chúng ta không yên thì khỏi chờ cũng không ổn. Tại vì sao? Giống như bây giờ một căn nhà 6 tầng nó động một tầng nào thì nó cũng sẽ động hết các tầng khác thôi. Chứ làm sao mà tầng này động mà tầng kia yên? Thí dụ như giờ chúng ta sống cùng trong một cái quả trứng, cái khía cạnh nào của vị trí quả trứng
bị nứt nẻ, bị nổ tung, chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Hiểu không quý vị? Thí dụ như bây giờ mình cùng thở trong một quả trứng, quý vị nghĩ rằng bây giờ tôi xả độc ở một chỗ nào đó xa quá, tôi đâu có ngửi đâu, tôi sợ. Sai lầm. Vì chúng ta ở trong quả trứng, mình xả độc ra thì mình cũng cùng ngửi. Cái hít vào và thở ra, chúng ta là cùng hít vào và cùng thở ra. Chúng ta thở ra và chúng ta cùng hít vào, nên cái nguyên lý chúng ta cùng một thể. Bây giờ quý vị coi cái quả trái đất của mình tròn cũng như quả trứng, chúng ta ở trong đó, cùng sống trong đó. Vậy mà con người tàn sát lẫn nhau, phá hoại làng mạc, phá rừng, sát hại loài động vật. Vậy thì từ cái tâm niệm này của mình là sự phá hoại, là ảnh hưởng luôn mình. Chỉ cần có một cái tâm phá hoại thì là mình phá mình luôn, sự tổn hại là ngay mình. Nên người học Phật chúng ta phát một cái tâm thiện, một cái tâm thiện vừa phát lên thì nó cũng như là nó chạy một vòng tròn đều hết. Vậy thì một cái tâm ác vừa phát lên nó cũng chạy một vòng tròn. Giống như bây giờ quý vị phát một cái tâm thiện, quý vị đem hoa đẹp, quý vị đi một vòng, quý vị giải lên, ai cũng cảm thấy vui sướng vô cùng khi nhìn những đó hoa vô cùng xinh đẹp. Còn quý vị khởi một cái tâm ác lên thì giống như bây giờ chúng ta cầm lựu đạn, chúng ta đi một vòng, chúng ta đi luyện lựu đạn vậy đó. Quý vị coi, quý vị luyện lựu đạn người ta sợ hay người ta vui, quý vị? Người ta an tâm hay người ta bất an? Nó nên phát một cái tâm thiện thì giống như đi giải hoa vậy đó. Một lời nói vui vẻ làm cho người khác thích thú. Còn bây giờ mình phát là một cái tâm ác, cái tâm bực bội, cái tâm khó chịu, cái tâm giận hờn, cái tâm sợ sệt, cái tâm lo âu. Những cái tâm này phát lên giống như bị đi một vòng, đi luyện lựu đạn, đi luyện bùng vào người người ta vậy. Thấy không? Nó làm ai cũng bị tổn hại, lo âu, sợ hãi, bất an. Đó, mà nhiều con người lo âu bất an gì. Vậy thì cái cảnh giới mình đang sống nhất định là sẽ có sự tác hại rất là lớn. Đó, nên mỗi một con người mà phát lên một câu Phật hiệu, niệm thêm một câu Phật hiệu là quý vị đang phát một cái đại thiện. Mà trong tất cả cái thiện, không có cái thiện nào bằng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Tại vì mười phương chư Phật á đều là tán thán cái bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đây là đại nguyện thù thắng. Chỉ có một mình Đức Phật A Di Đà phát lên đại nguyện này để tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới về một cái quốc độ cực kỳ tốt đẹp, an vui. Nên chúng ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật là chúng ta đang niệm cái đại thiện. Mà mỗi một con người phát lên một cái đại thiện này để niệm lên, vậy thì cái tâm niệm này nó sẽ phát rộng vô cùng. Càng đông người chừng nào thì càng phát rộng chừng đấy. Mà tâm niệm thiện khi phát rộng ra thì tức khắc nó sẽ hóa giải cái tâm ác kia. Thì quý vị cứ suy nghĩ rằng nếu như bây giờ nghĩ ác cực kỳ mạnh thì lắng ác qua cái thiện, nếu thiện mà phát cực kỳ mạnh thì sẽ lắng qua bên ác. Thí dụ như bây giờ 1000 thuốc đắc, bây giờ nó lắng rộng qua là 80% đắc là đắc tốt, nó còn có 20% là đắc xấu. Còn nếu như mà bên đây nó lắng qua là 80% là đắc xấu, chỉ còn có 20% là đắc tốt. Thì quý vị suy nghĩ cái trồng trọt thu hoạch của mình, nếu như đắc xấu nhiều thì thu hoạch nhất định là kém, còn nếu như đắc tốt nhiều thì thu hoạch tức khắc là bội thu. Nguyên lý là như vậy. Bây giờ nếu như rất là nhiều người phát thiện, vậy thì cảnh giới này nó sẽ thiện. Còn nếu như rất là nhiều người phát ác thì cái cảnh giới này tức khắc có kiếp nạn và khổ đau. Vậy thì bây giờ dịch bệnh
phát triển rộng khắp nơi nơi là do ngay cái nguồn gốc nào? Tâm ác nhiều. Tâm ác đã nhiều năm nhiều tháng, bây giờ đến lúc nó phải bùng phát lên, hiểu không? Nên có những người, người ta nói rằng một gia đình này làm sai làm ác, nhưng tại sao gia đình họ vẫn giàu? Chưa đến chứ không phải là không có. Trong nhà Phật nói là chưa đến chứ không phải là không đến. Nên con người tạo nghiệp ác lâu ngày lâu tháng, vậy thì đến lúc cái việc ác này nó bùng phát lên. Giống như bây giờ quý vị chế nước vào chai mà nước chế vào chai này là nước thúi, quý vị mới chế còn chút nước vào chai thì nước nó chưa tràn ra, quý vị chưa nghe mùi thúi nhiều, đúng không? Nhưng mà trong chai này có nước thúi hay không? Có, nó được một phần nào trong cái chai đó. Nhưng nếu quý vị tiếp tục cái chế nước thúi vào thì đến một ngày nào nước thúi nó sẽ bùng phát và tràn ra khỏi miệng chai, tràn lan ra. Nguyên lý này nêu lên quý vị rất dễ hiểu. Còn một cái chai này quý vị chế nước sạch vào, vị vừa chế một miếng nước sạch vào chai, quý vị không thấy nước bao nhiêu nhưng mà nó có nước sạch trong chai. Nhưng tiếp tục quý vị cứ chế nước sạch vào thì đến một ngày nào nước sạch nó cũng tràn ra, và mỗi người ai cũng hưởng được cái nguồn nước sạch này. Vậy thì cái ác cũng vậy, khi nó tràn lan ra rồi thì mỗi người ai cũng sẽ hưởng cái ác này. Bây giờ đến lúc cái ác nó tràn ra nè, là do cái tâm bất thiện của chúng ta mà tạo ra. Rồi việc ác này đến lúc phải bùng phát, chúng ta phải chịu cái khổ khi cái nghiệp ác bùng phát. Nên trong nhà Phật nói rằng bạn làm một việc ác không phải là không có quả báo, mà là chưa đến, từ từ sẽ đến với bạn. Bạn làm một việc thiện không phải là không gặp việc thiện, nhưng mà chưa đến lúc việc thiện đến với bạn, nhưng sẽ đến. Vậy thì bây giờ mỗi một con người chúng ta nghe được pháp môn tịnh độ này, mình niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, vô cùng là phù hợp. Vì bổn nguyện của Di Đà, niệm danh hiệu ta tiếp dẫn. Bây giờ mình niệm A Di Đà Phật là nhân, mình về thế giới cực lạc mình làm Phật là quả, vô cùng là phù hợp. Giống như bây giờ mình trồng hạt ớt là nhân, chúng ta có được trái ớt ăn là quả. Chúng ta trồng hạt cà là nhân, chúng ta có được trái cà ăn là quả. Bây giờ nếu như chúng ta trồng một cái hạt gai gốc là nhân, chúng ta thế nào cũng bị cái quả là gai gốc đâm mình. Cái nguyên lý là như vậy thôi. Nên trong nhà Phật dạy cái nhân cái quả rất là hay. Bạn muốn giàu sang thì bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là bạn đang tích tụ cái phước. Mà một con người giàu sang cực điểm là do cái phước quá dày mà được giàu, làm cái gì cũng thành công. Phật nói là bố thí cúng dường là giàu có. Bạn có phương pháp hay giúp cho người ta an tâm, giúp cho người ta không sợ hãi, giúp cho người ta được an lạc vui vẻ, bạn chia sẻ cho người ta một phương pháp thì bạn thông minh trí tuệ. Tại vì sao? Bạn đem cái hay bạn chia sẻ cho người ta nên bạn thông minh trí tuệ. Người ta sẽ đem cái hay chia sẻ cho bạn. Tại vì sao? Bạn luôn luôn đem cái hay cho người ta thì nhất định người ta cũng sẽ đem cái hay để đưa cho bạn. Giống như bây giờ mình có củ cải đồ ngon mình chia cho người ta thì người ta cũng phải làm sao có cái đồ gì ngon người ta sẽ chia cho mình. Cái nguyên lý là như vậy. Nên người xưa nói câu niệm niệm mình nghĩ gì người thì người người sẽ nghĩ gì mình, còn niệm niệm chỉ biết nghĩ gì mình thì không ai nghĩ cho mình đâu bạn ơi. Cái nguyên lý là như vậy. Nên mỗi một người chúng ta học Phật Pháp phải tin cái nhân và tin cái quả. Có phương pháp hay chia sẻ cho người, viết lên một câu hay để chia sẻ cho người, người ta nghe một câu người ta có thể an tâm. Đây là chia sẻ Phật Pháp, thông minh trí tuệ. Bây giờ mình cũng muốn sống, bất cứ một con người sống trong cuộc đời này đều muốn sống. Không có ai mà muốn mình chết hết chứ. Còn người học Phật mình thọ mạng đến thì mình đi về thế giới cực lạc thôi, chứ không có ai mà muốn mình tự nhiên đang sống vậy tê chết làm chi, hiểu không? Vậy thì tất cả những loài động vật
Từ cái cây đi chăng nó cũng muốn sống, chứ đừng nói chi là loài động vật, là những con thú. Quý vị coi bây giờ mình muốn cắt cổ gà, con gà nó la quá trời. Mình muốn đâm họng heo, heo nó la quá trời. Con cá nó lăn lội, nó gặp mình nó lặn xuống, nó sợ mình bắt nó. Vậy thì tất cả những loài động vật này nó muốn sống, mà mình nó muốn tẩm bổ bản thân mình, mình lại sát hại nó, mình tùy tiện mình giết nó. Sát hại nhiều cách rất dã man. Có những con người quý vị biết ăn cá sống luôn, làm gỏi cá sống, gấp rau rồi cặp vào cá sống nó ăn sống luôn. Ăn kinh khủng như vậy. Cái lòng người nó ác đến mức như vậy. Quý vị nghĩ kiếp nạn này đến là từ đâu? Là do tâm người mà ra. Nên sát hại sinh linh ăn thịt tàn nhẫn thì thọ mạng mình ngắn lại, bệnh hoạn và chết yểu. Phật dạy rất rõ ràng, gieo nhân thì gặt quả. Chúng ta phải tin chỗ này. Mình học Phật mình phải tin chỗ này. Còn mình không tin chỗ này học Phật chi? Cái người không tin là do gì? Họ không tiếp nhận Phật Pháp. Họ không biết Phật Pháp là một cái giá trị rất tốt đẹp. Họ không đủ duyên đi tiếp nhận chỗ này. Quý vị biết rằng có những người ta nghèo vô cùng mà cũng tiếp nhận Phật Pháp. Có những người cực kỳ giàu, quý vị thấy người ta học thức rất thông minh, nhưng đối với Phật Pháp người ta không có duyên, người ta vẫn không tiếp nhận. Đây vẫn là thiếu phước. Phải nhớ. Nên mỗi một người chúng ta, mình chỉ cần cái tay mình đứt một chút thôi là mình thấy đau rát à. Bây giờ mình cầm dao mình chặt đầu con heo, con gà, con vịt, giết cá, quý vị suy nghĩ cái sự đau đớn nó cỡ nào. Bây giờ mở chỉ cần chế vào tay mình một chút mỡ nóng thôi, hay dầu nóng thôi, quý vị thấy rát cỡ nào. Vậy đó mà quý vị biết, có khi chúng ta giết một con vật, chúng ta giết sống nó, con cá đồ, chúng ta bỏ vào cái chảo dầu nóng, chúng ta chiên nó xèo 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 lên. Quý vị nghĩ nếu đặt mình là con người bị bỏ vào chảo dầu đó, quý vị nghĩ sao? Đó. Nên mình học Phật mình nghe chỗ này nè, nó rất là phù hợp. Gieo nhân gặt quả rất là rõ ràng quý vị. Bây giờ cuộc sống ngoài đời quý vị, mình không tin vào định lực nhân quả gì hết. Bây giờ quý vị chỉ cần suy nghĩ nhìn nhận chỗ này, tôi thấy rõ ràng. Bây giờ mình làm con mình bắt hiếu với cha mẹ mình, quý vị bắt hiếu với cha mẹ quý vị. Hoặc là quý vị thấy ở sớm có người con, hay là con dâu gì bắt hiếu với cha mẹ chồng, hay là con trai bắt hiếu với cha mẹ ruột gì đó, quý vị nhìn để ý đi. Nhất định con của họ sẽ trả đũa lại cho họ còn hơn gì nữa. Có một câu chuyện như Đức từng kể, đứa con nuôi mẹ nó, mà nó đưa bà vào một cái xó nó nuôi. Mỗi ngày nó cho bà ăn mà nó dằn vặt bà vô cùng. Trời sớm láng giềng nó thấy tội nghiệp quá. Cái bữa nọ nhà kia có nấu nồi chè, bưng chén chè cho bà cụ. Bà đang ăn, nó vào nó chửi mắng bà. Thì sau này cái gia đình đó nó cũng có con. Khi con nó lớn lên trả đũa lại cho cái thằng này còn hơn là ngày xưa nó đối xử với mẹ cha nó nữa. Thật sự mà nói xã hội bị nhìn rất rõ ràng. Mà do gì con người chúng ta mê hoặc điên đảo, mình không chấp nhận thôi quý vị. Chứ cái việc mà con cái bắt hiếu với cha mẹ là cái nguồn gốc từ chính đứa con này bắt hiếu với cha mẹ họ. Quý vị thấy rất là nhiều, chứ phải không thấy đâu. Thấy rất là nhiều. Nhưng mà do con người họ chấp vào cái ngã của họ, họ không chấp nhận. Quý vị biết rằng mình giảng pháp mà mình chỉ cần nói động đến họ thôi, nói chạm đến cái tự ái họ thôi là họ không thích mình rồi. Nhưng mà cái sai, cái điều không phải của mình thì mình không sửa. Mình không sửa thì kiếp nạn đến với mình thôi. Nên trong nhà Phật có nói câu là quay đầu là bờ, là như vậy. Mình chỉ cần có cái tâm niệm niệm về người, cái tâm đừng có tổn hại đến người khác, đừng có tâm hại người, ác ý với người, làm cho người ta khổ đau. Chỉ cần mình có một cái tâm vậy là thiện.
Còn mình vuốt ve nó ngọt dịu nhưng mà mình có cái tâm ác ý với người thì vẫn là ác, phải nhớ. Nên quý vị biết rằng là mỗi ngày chúng ta được nghe Phật Pháp, chúng ta cởi mở tâm tư biết bao nhiêu mà nói. Sống trong cái cuộc đời này bây giờ, nếu như mỗi ngày mà sống khổ thì sống có ý nghĩa gì quý vị? Cái cõi đời này nó đã bao nhiêu sự việc khổ đau rồi, bây giờ mỗi ngày còn cái mặt sù sụ buồn khổ nặng nề, quý vị đang bỏ chất độc thêm vào cái cõi đời này, thêm cái khổ. Tại sao không niệm thêm một câu Phật hiệu? Sao không niệm thêm một câu Phật hiệu? Nên cái sự bất an lo âu của công đoạn này nêu lên rằng làm cho tay chân rực, miệng môi rực. Có những người xỉu tại chỗ khi nghe một sự cố gì, cái sự tác động của nội tâm kinh khủng không? Vậy thì bây giờ mình là người nghe Phật Pháp, biết tu hành, quý vị phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh nghe. Cái tâm này phải bình tĩnh. Mà muốn bình tĩnh được thì đem cái tâm này phải trụ vào câu Phật hiệu. Nên những đức thường nói rằng nhớ Phật niệm Phật thì thường vui, mà quên Phật thì thường bận tâm và khổ. Vì sao không nhớ Phật niệm Phật á? Trong cái danh hiệu A Di Đà Phật á, có đầy đủ tất cả các cái hạnh thiện và tất cả các cái hạnh an tâm và vui vẻ, đầy đủ hết trong danh hiệu A Di Đà Phật. Nên khi một con người thường niệm Phật, thường khuyên người ta niệm Phật, thì quý vị có được một cái trạng thái rất an tâm. Lạ lắm, cái này không có lý giải hết được, không có khả năng này. Nên nói rằng pháp môn tịnh độ này không thể nghĩ bàn, chỉ có Phật cùng Phật mới bàn tột cùng được. Còn phàm phu mình lý luận một chút xíu thôi, chứ không thể nào mà phát rộng hết được. Có những người nói rằng ủa, một câu Phật hiệu niệm mà tự nhiên đầy đủ, một câu Phật hiệu niệm mà tự nhiên an tâm là sao? Không hiểu, làm sao bạn hiểu nổi? Bạn và tôi, một tờ giấy che ngang mắt còn không thấy bên kia, mà muốn biết được cái nguyện của Phật à, còn lâu, hiểu không? Phải chân thật mà niệm Phật đi, bạn sẽ thấy cái lợi ích cực kỳ lớn. Chính tôi ở đây, tôi thấy bao nhiêu trăm con người nè, sự lợi ích rất là lớn. Ai cũng an tâm, hoàn cảnh này sẽ an tâm. Hoàn cảnh này ai cũng an tâm thì hoàn cảnh này vô cùng đầy đủ. Nên tất cả hàng Phật tử ở gia đình phải cố gắng dụng công sáng tối, niệm Phật đi, đứng nằm ngồi bấm số niệm Phật. Cứ A Di Đà Phật bấm. Xung quanh nhà để máy niệm Phật, chia đều ra, từ trước cửa nhà cho tới sân giường, đi đến đâu cũng nghe câu Phật nhiều. Chỗ nấu ăn, nhà bếp để máy niệm Phật, ở đâu cũng nghe câu Phật hiệu đang sống ớt thân tâm mình. Đó, tuyệt lắm, tuyệt lắm. Quý vị chân thật làm đi, kiên nhẫn lâu dài đi, dù là cảnh ngộ gì đến với mình cũng phải bình tĩnh niệm Phật. Vì sao? Vì chúng ta tin nếu thọ mạng mình đến, Phật A Di Đà đến rước mình về cực lạc, về thế giới cực lạc gặp bậc thượng thiện. Mỗi ngày nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, cảnh giới đặc biệt là an vui, mà mình đầy đủ năng lực để đi cứu độ chúng sanh. Quá hay, thấy không? Nó, nên những điều như Đức chia sẻ đây là mục tiêu là gì? Quý vị sống trong dịch bệnh, hay vị trí cách ly, hay bất cứ một vị trí nào, quý vị phải bình tĩnh và an tâm, không được lo sợ, cứ giữ câu Phật hiệu cho tới cùng. Chúng ta cùng niệm Phật, chúng ta cùng chia sẻ với môn tịnh độ, chúng ta cùng hỗ trợ nhau cùng tu. Chúng ta đã có duyên với nhau rồi, quý vị yên tâm, chân thật mà niệm Phật đi. Khi bỏ báo thân này, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.